bảo: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Đại Bi Quán Thân Bồ Tát, Nam mô Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát, Nam mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Nam mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam mô Tôn giả Ma Ha Ca Diếp. Nam mô Tôn giả U Ba Cúc Đa. Nam mô Tôn giả U Ba Ni. Nam mô Tôn giả A Nan. Nam mô Cầu Sám Hối Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Hộ Pháp Chư Tôn Bồ Tát. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Nam mô Phật, Nam mô Pháp, Nam mô Tăng. Dạ con kính thưa các ngài, con là Lưu Thanh Trúc, Pháp Danh Tâm An, là một đệ tử trong nhóm cầu đạo cho thầy Thân Tạng Dắt. Nay có chi thay mặt thầy Thân Tạng của con và lớp học cầu đạo với tất cả chúng sinh mười phương các Phật Tam Bảo, nay con xin tể tịnh trước các ngài để được lễ lại sám hối chiêm sát, mong được tiêu trừ nghiệp chướng để chúng con hướng đến chánh pháp Như Lai để tu tập, sớm ngày tiến tu cho đạo nghiệp để làm lợi ích cho chúng sinh. Sau đây con xin phép các ngài để con được vào khóa lễ, xin cung kính các ngài Tam Bảo một lễ. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Thường Trụ Thập Phương Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nam Mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nhất thiết cung kính, nhất tâm kính lễ Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Nghiêm chỉ hương hoa cúng dường như pháp, nguyện khói hương thơm này biến mãn khắp mười phương, cúng dường tất cả Phật, tôn pháp các hiền thánh, vô biên trong cõi Phật, lợi ích làm Phật sự. Tất cả Phật pháp tăng bảo thể thường biến mãn đều hiển hữu khắp nơi. Nguyện khiến hương hoa này đồng như các pháp tánh, phổ huân tất cả các cõi Phật, cúng dường làm Phật sự, dụng cụ cúng dường tất cả mười phương lúc nào cũng có. Hôm nay con xin cho tất cả các hương hoa anh lạc tràn phát bảo cái, các trang sức quý báu vi diệu, vô số âm nhạc ánh sáng đèn nến ẩm thực y phục ngoạn cụ, thuốc men cho đến tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm tận các mười phương mà mình có thể hình dung nhớ tưởng, đều cùng chung với tất cả chúng sinh phụng hiến cúng dường trong các thế giới con người tu cúng dường. Hôm nay con xin tùy hỷ, nếu người chưa tu cúng dường nguyện được dẫn dắt khiến họ tu cúng dường, lại nguyện thân con nhanh chóng có thể biến khắp các cõi nước, ở mỗi nơi có Phật pháp tăng đều dùng tất cả những dụng cụ trang nghiêm cùng với tất cả chúng sinh phổ biến cúng dường, cho đến tất cả pháp thân sắc thân xá lợi hình tượng phù đồ những tất cả Phật sự của chư Phật. Cúng dường tất cả pháp tạng và lơ thuyết pháp, cúng dường tất cả hiền thánh tăng chúng, nguyện cùng với tất cả chúng sinh tu hành cúng dường như thế, dần dần được thành tựu lục ba la mật tứ vô lượng tâm, hiểu cho tất cả pháp vốn tịnh tính không sanh không diệt, một vị bình đẳng địa liệu thanh tịnh cứu cánh viên mãn. Con xin cung thỉnh thần chú cúng dường. Om ga la sambhava vajrahok, 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 Om ga la sambhava vajrahok. Chúng con xin cung thỉnh, xin được liên tưởng đến các thứ anh lạc chẳng phan bảo cái, các thứ trang sức
quý báu, quý rượu và các thứ âm nhạc, cái sáng đèn, nến, ẩm thực và các y phục ngoại phụ. Tôi thúc nghe tất cả những dụng cụ cúng dường trang nghiêm phải đều nhờ oai lực thần chú này để biến hiện ra. Cúng dường khắp mười phương, các thân sắc thân xá lợi thì tượng phù đồ miếu pháp và tất cả các vật sự của chư Phật, cúng dường tất cả hoa tạng và nơi thiết pháp, cúng dường tất cả huyền thánh tăng chúng và cúng dường lên Đức Địa Tạng Bồ Tát. Nhất tâm cung kính, nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đại Bi Đại Thánh Đại Nguyện Đại Từ Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Kính lễ. Khởi thỉnh Tam Bảo Chư Thiên. Nhất tâm cùng thỉnh Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Các đại chứng minh. Nhất tâm cùng thỉnh Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật. Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Quá Khứ Bảy Đức Phật. Nam Mô Tỳ Bà Thi Đẳng Bảy Đại quá khứ bảy Đức Phật, tác đại chứng minh. Nhất tâm cùng thỉnh Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật. Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật. Nam Mô Phổ Quang Phật Đẳng 53 Đức Phật, tác đại chứng minh. Nhất tâm cùng thỉnh Nam Mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân sắc lợi tượng phù đồ miếu tác tất cả vật sự chư Phật. Nam Mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân sắc lợi tượng phù đồ miếu tác tất cả vật sự. Nam Mô tất cả chư Phật sở hữu sắc thân sắc lợi hình tượng phù đồ miếu tác tất cả vật sự tác đại chứng minh. Nhất tâm cùng thỉnh Nam Mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Nam Mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật. Nam Mô mười phương ba đời tất cả các đức Phật, tất đại chứng minh. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nam Mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng. Nam Mô chiêm sát thiện ác nghiệp báo kinh vi diệu pháp tạng, tất đại chứng minh. Tâm hùng thỉnh Nam Mô mười phương tất cả pháp tạng. Nam Mô mười phương tất cả pháp tạng. Nam Mô mười phương tất cả pháp tạng, tất đại chứng minh. Nhất tâm hùng thỉnh Nam Mô mười phương tất cả hiện thánh. Nam Mô mười phương tất cả hiện thánh. Nam Mô mười phương tất cả hiện thánh, tất đại chứng minh. Tâm hùng thỉnh Nam Mô Kiên Địa Tín Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Kiên Địa Tín Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Kiên Địa Tín Bồ Tát Ma Ha Tát, tất đại chứng minh. Nhất tâm hùng thỉnh Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Quan Thủ Xưng Lợi Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Quan Thủ Xưng Lợi Bồ Tát Ma Tát. Nam Mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Quan Thủ Xưng Lợi Bồ Tát Ma Tát, tất đại chứng minh. Con xin cung thỉnh tất cả các ngài chư Phật chư Bồ Tát hôm nay về chứng giám tu lòng thành do tấm lòng lễ lại chư pháp của chúng con. Chúc các ngài, kính mong các ngài gia hộ chứng giám trên buổi lễ chư pháp của con ngày hôm nay. Xin kính lễ. Nhất tâm phụng thỉnh Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát. Nam Mô Tuyên Hóa Bồ Tát, tất đại chứng minh. Con hôm nay xin cung thỉnh sư phụ Tuyên Hóa Bồ Tát, Bồ Tát xin ngài về đây chứng chi cho chỉ cho buổi lễ chính sách của con ngày hôm nay. Xin kính một lễ.
nhất tâm hùng thỉnh nam mô cầu sam hối bồ tát ma tát, nam mô cầu sam hối bồ tát ma tát, nam mô cầu sam hối bồ tát ma tát tất đại chứng minh. Con xin thỉnh ngài cầu sam hối bồ tát ma tát về đây để dự lễ chứng sát của con ngày nay. Xin kính ngài. Nhất tâm hùng thỉnh nam mô đại bi đại nguyện đại thánh đại từ bổ tôn địa tạng bồ tát ma tát, nam mô đại biện nam mô đại nguyện địa tạng bồ tát ma tát, nam mô đại nguyện địa tạng bồ tát ma tát tất đại chứng minh. Con xin cung kính cảm tạ bổ tôn địa tạng, ngài đã vì chúng sinh mà ra pháp môn thiên sát để dạy dỗ giáo hóa cô độ chúng con, chúng con vô cùng biết ơn ngài, xin cung kính ngài một lễ. Nhất tâm phụng thỉnh nam mô Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Giả Nam Nội Hộ Chánh Pháp Giả tất cả thánh chúng. Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Giả Nam Nội Hộ Chánh Pháp Giả tất cả thánh chúng. Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương Thiên Long Bát Bộ Tăng Giả Nam Nội Hộ Chánh Pháp Giả tất cả thánh chúng tất đại chứng minh. Con xin cung thỉnh tất cả các ngài Phạm Thiên Đế Thích Tứ Đại Thiên Vương tất cả các ngài Thiên Long Bát Bộ của mười phương chư Phật về đây kính chi đây chỉ được lễ chính xác của con ngày hôm nay, xin kính một lễ. Từ phù bảy đức Phật Thế Tôn năm ba đức Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn tính nghe vô ngại thần thông tự tại quan lâm đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Xin nguyện đức ca từ phù bảy đức Phật Thế Tôn năm ba đức Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn tính nghe vô ngại thần thông tự tại quan lâm đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Xin nguyện đức ca từ phù bảy đức Phật Thế Tôn năm ba đức Phật tất cả các bậc giác ngộ tha tâm đạo nhãn tính nghe vô ngại thần thông tự tại quan lâm đạo tràng nhất thủ chúng con khiến thành tịnh tín. Xin kính một lễ. Chiêm sát hiện áp hiện báo tôn kinh tất cả mười phương bát tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh chọn các không hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chiêm sát hiện áp hiện báo tôn kinh tất cả mười phương bát tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh hiện chọn các không hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Chiêm sát hiện áp hiện báo tôn kinh tất cả mười phương bát tạng thanh tịnh cùng chân pháp tánh chọn các không hiện đạo tràng nhận con cúng dường. Xin kính lễ. Tiên điện bộ tiên điện bồ tát phổ hiền bồ tát có năm bồ tát cùng các vị thượng bồ tát Tuyên hóa Bồ Tát cầu số Bồ Tát Ma Tát mười phương tất cả hiện thánh không giả tử bi quan âm pháp tọa thân phận ủng hộ chứng minh hiện pháp của con. Khi tiên Bồ Tát phổ hiền Bồ Tát quán thế Bồ Tát cũng có tụ sợ Bồ Tát Tuyên hóa Bồ Tát cầu số Bồ Tát Ma Tát mười phương tất cả hiện thánh không giả tử bi quan âm pháp tọa thân phận ủng hộ chứng minh hiện pháp của con. Khi tiên Bồ Tát phổ hiền Bồ Tát quán thế Bồ Tát cũng có tụ sợ Bồ Tát mười phương tất cả hiện thánh không giả tử bi quan âm pháp tọa thân phận ủng hộ chứng minh hiện pháp của con. Xin kính mời. Địa tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế là bậc rất đại trí huệ luôn lời nhẹ nhàng ăn ủi nhanh chóng diệt trừ các chướng ngại các trưởng nắng nhiều sâu chắc đại từ đã biết thu giờ bổn nguyện phóng đại công minh chờ đợi thưởng nguyện cho con. Địa tạng Bồ Tát Ma Tát là bậc cứu thế bậc rất đại trí huệ luôn lời nhẹ nhàng ăn ủi nhanh chóng diệt trừ tất cả các chướng ngại các trưởng nắng nhiều sâu chắc đại từ đã biết thu giờ bổn nguyện phóng đại công minh chờ đợi thưởng nguyện cho con. Địa tạng Bồ Tát Ma Tát bậc cứu thế là bậc rất đại trí huệ luôn lời nhẹ nhàng ăn ủi nhanh chóng diệt trừ tất cả các chướng ngại các trưởng nắng nhiều sâu chắc đại từ đã biết thu giờ bổn nguyện phóng đại công minh chờ đợi thưởng nguyện cho con. Kính lễ. Thiên Long giả lam chân tể thì thuận lời hình của con, xin muốn đạo tràng ngăn các mắt chiếu thì hiện kết tường khiến sở tu con tại hình tiệu. Hộ pháp Thiên Long giả lam chân tể thì thuận lời hình của con, xin muốn đạo tràng ngăn các mắt chiếu thì hiện kết tường khiến sở tu con tại hình tiệu. Hộ pháp Thiên Long giả lam chân tể thì thuận lời hình của con, xin muốn đạo tràng ngăn các mắt chiếu thì hiện kết tường khiến sở tu con tại thành tiệu. Xin kính người nghệ. Trong điển chánh biến chi ân đức chân thật vô biên độ pháp các hữu tình tâm an hỷ kính lễ từng tu vô lượng kiếp nay được lễ Thế Tôn nguyện trong vô lượng kiếp thường tu pháp cúng dường con xin cung thỉnh thần chú cúng dường tăng trưởng đến lại công đức lên 1000 lần. Om Namo Manchu Sarihe Namaha Du Sarihe Namaha Utama Sarihe Saha Om Namo Manchu Sarihe Namaha Utama Sarihe Namaha Utama Sarihe Saha Om Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sở Di Sa Hạ. Om Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sở Di Sa Hạ. Om Namo Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Sở Di Sa Hạ.
Om Namah Sarve Namah Sarve Namah Uttama Thuế Soha. Om Namah Sarve Namah Sarve Namah Uttama Thuế Soha. Om Namah Sarve Namah Sarve Namah Uttama Thuế Soha. Om Namah Sarve Namah Sarve Namah Uttama Thuế Soha. Chúng con xin cung thỉnh ngài Văn Thủ Sư Nậu kính giám cho buổi lễ chức pháp của chúng con, gia trì độ lễ sát chúng con được tăng trưởng viên mãn. Nhất tâm cung kính, nhất tâm hộ thỉnh Nam Mô Đại Trí Văn Thủ Sư Nậu Bồ Tát Ma Ha Tát các đại chúng. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật quá khứ tỳ bà thi như lai ni bà ni bà đế cầu hóa cầu hóa đế đả ra đi đế ni ha đế tỳ lễ đế ma đế chân na cần đế ta bảng ha. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật thi khí như lai đi bà đi bà đấy cầu hát cầu hát đấy đã ra đấy đi ha đấy tỷ đấy đấy ha đấy chân năng cản đấy ta là ha. Nhất tâm này lễ Nam Mô Đức Phật tỷ xá phủ như lai đi bà đi bà đấy cầu hát cầu hát đấy đã ra đi đấy đi ha đấy tỷ đấy đấy ma đấy chân năng cản đấy ta là ha. Nhất tâm này lễ Nam Mô Đức Phật câu lưu tôn như lai ni bà lễ bà đế cầu hóa cầu hóa đế đả ra đi đế ni ha đế tỷ lễ đế ma đế chân năng cản đế ta bà ha kính lễ. Nhất tâm này lễ Nam Mô Đức Phật câu la hà mô ly như lai ni bà ni bà đế cầu hát cầu đấy đã ra đến nha đấy tỷ đấy đấy ma đấy chân năng ở đấy ta mà ha. Nhất tâm này lễ Nam Mô Đức Phật ca diếp như lai đi bà đấy cầu hát cầu đấy đã ra đi đến nha đấy tỷ đấy đấy ma đấy chân năng ở đấy ta mà ha. Nhất tâm này lễ Nam Mô Đức Phật bổn sư Thích Ca Mâu Ni như lai ni bà ni bà đế cầu hóa cầu hóa đế đã ra đi đế ni ha đế tỷ đế đế ma đế chân năng cần đế ta bà ha. Nhất tâm này lễ các Đức Phật Đức Phật quá khứ tỳ bà thi như lai Đức Phật thi ký như lai Đức Phật tỳ xá phủ như lai Đức Phật câu lưu tôn như lai Đức Phật câu la hà mô ly như lai Đức Phật ca diếp như lai Đức Phật bổn sư Thích Ca Mô Ly như lai ni bà ni bà đế cầu hóa cầu đế đã ra đi đế ni ha đế tỷ đế đế ma đế chân năng cản đế ta bà ha. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật Phổ Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật Phổ Minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật Phổ Tịnh Như Lai. Nhất tâm này lễ Nam Mô Đức Phật Đa Ma La Mạn trên đàn hương như lai. Nhất tâm này lễ Nam Mô Đức Phật trên đàn quang như lai. Nhất tâm này lễ Nam Mô Đức Phật Ma Ly Tràng như lai.
tâm đảnh lễ Nam Mô Phật, hoan hỷ tạng ma ni bảo tích Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật, nhất thiết thế gian nhạo kiến thượng đại kinh tấn Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật, ma ni chàng đăng quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật, huệ cử chiếu Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, hải đức quang minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật, kim cang ngao cường phổ tán kim quang Như Lai. Tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, đại cường tinh tấn giáo mãnh Như Lai. Kính lễ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, đại bi quang Như Lai. Kính lễ. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật, từ lực vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, từ tạng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, chia đàn khốt trang nghiêm thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, hiền thiện thủ Như Lai. Tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, thiện ý Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, quảng trang nghiêm vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, kim hoa quang Như Lai. Tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, bảo cái chiếu không từ tạ lực vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật, hư không bảo hoa quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, lưu ly trang nghiêm vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, phổ hiện sắc thân quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, bất động trí quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, hàng phục chúng ma vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, tài quang minh Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, trí huệ thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Di Lạc tiên quang Như Lai.
lễ Nam Mô Đức Phật, thiện tịch Nguyện Âm Diệu Tôn Chi Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, thế tịnh quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Long Chủng Thượng Tôn Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Nhật Nguyệt Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Nhật Nguyệt Châu Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Huệ Tràng Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Sư Tử Hống Tự Tạ Nực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Diệu Âm Thắng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Thường Quang Tràng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Quan Thế Đăng Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Huệ Oai Đăng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Pháp Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Tu Di Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Phật, Tu Ma La Hoa Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Ưu Đàm Bát Na Hoa Thủ Thắng Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Đại Huệ Lực Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, A Xúc Tỳ Hoan Hỷ Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Vô Lượng Âm Thanh Hương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Tài Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Kim Hải Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Sơn Hải Huệ Tự Tại Thông Vương Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Đại Thông Quang Như Lai. Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Đức Phật, Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương Như Lai. Chúng con xin cung kính cảm tạ tất cả các ngài, 53 vị Phật quá khứ và 7 vị Phật quá khứ. Chúng con ngày nay xin sám hối tất cả các tội lỗi của mình từ vô lượng kiếp trước cho tới hiện nay. Tất cả tội ác mà chúng con đã tạo, cứ xin các ngài đến chi chỉ chúng con để chúng con sớm được tiêu trừ nghiệp chướng, được quy hành theo chính pháp của Như Lai tu tập, sớm ngày tiến tu cho đạo nghiệp để làm ích chúng sinh. Chúng con xin cung kính ngài như thế.
Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Đông Phương tất cả siêu Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ như tất cả Phật sự. Kính nhất. Nhất tâm đảnh lễ, Nam mô Đông Nam Phương tất cả siêu Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ như tất cả Phật sự. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Nam Phương tất cả chư Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ nguyên tất cả Phật sự kính lễ. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tây Nam Phương tất cả chư Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ nguyên tất cả Phật sự kính lễ. Nhất tâm đảnh lễ Tây Phương tất cả chư Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ nương tác tất cả Phật sự thế này. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Tây Bắc Phương tất cả chư Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ nương tác cả Phật sự thế này. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Bắc Phương tất cả chư Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ nương tác cả Phật sự như này. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Đông Bắc Phương tất cả chư Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ nương tác cả Phật sự như này. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Hạ Phương tất cả chư Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ nương tác cả Phật sự kính lễ. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Thượng Phương tất cả chư Phật sở hữu sát thân sát lợi tượng phù đồ nương tác cả Phật sự kính lễ. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Mười Phương Ba Đời tất cả chư Phật kính lễ. Tâm đảnh lễ Nam mô Mười Phương tất cả pháp tạng chúng con xin cung kính tất cả pháp tạng của Như Lai đã giáo hóa, đã thể hiện ở nơi Ta Bà giáo hóa chúng con, và chúng con xin lương theo giáo pháp Như Lai mà tu tập, xin kính một lễ. Thế tâm đảnh lễ Nam mô Mười Phương tất cả pháp tạng kính lễ. Thế tâm đảnh lễ Nam mô Mười Phương tất cả pháp tạng kính lễ. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Chiêm Pháp Hiển Ác Báo Tôn Kinh Vi Diệu Pháp Tạng, chúng con xin cung kính tạ ơn kinh Vi Diệu Pháp Tạng kính lễ. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Mười Phương tất cả Hiền Thánh, chúng con xin cung kính tạ ơn tất cả các vị mười Hiền Thánh của Mười Phương Chư Phật đã thể hiện tại nơi đây để hướng chi đến chỉ của lễ chính pháp của con ngày hôm nay. Kính mời đấy. Thế tâm đảnh lễ Nam mô Mười Phương tất cả Hiền Thánh. Thế tâm đảnh lễ Nam mô Mười Phương tất cả Hiền Thánh. Thế tâm đảnh lễ Nam mô Hiển Vi Bồ Tát Hạ Tát. Con xin cung kính tạ ơn ngài Kỳ Tín Bồ Tát Pháp đã vì chúng con mà thưa thỉnh tức Như Lai để chúng con có bốn mươi chiếc khác ngày hôm nay để biết đường sám hối chiêm pháp, để được xóa nghi trong tâm chúng con cộng a sám hối. Chúng con xin tạ ơn ngài, xin kính lễ. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Quán Thủ Sợi Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Quán Thủ Sợi Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Phổ Hiền Bồ Tát Quán Thế Âm Bồ Tát cùng Quán Thủ Sợi Bồ Tát Ma Tát. Tất cả chúng mình, chúng con xin cung kính tạ ơn các vị chư Phật Bồ Tát cùng Mười Phương Chư Phật đã thể hiện tại nơi đây, và ngày hôm nay chứng giám chủ lễ sát của chúng con, xin kính ngài lễ.
nhất tâm phụng thỉnh, nhất tâm cung kính tạ ơn ngài sư phụ tiên hóa Bồ Tát Bồ Tát. Chúng con xin cung kính tạ ơn ngài hiện tại nơi đây để chứng chi chỉ lễ thân pháp của con ngày hôm nay, chứng kính ngài lễ nhất tâm kính tụng nam mô sư phụ tiên hóa Bồ Tát Bồ Tát. Nam mô cầu Phật Bồ Tát Ma Tát, con xin cung kính tạ ơn ngài đã thì hiện tại nơi đây là kính chi cho chỉ buổi lễ chính pháp của con ngày hôm nay, xin kính ngài lễ nhân tâm kính của mẹ Nam mô cầu Phật Bồ Tát Ma Tát tất cả chúng con. Nhân tâm này Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con xin cung kính tạ ơn của tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát đã vì chúng con mà ra các môn kiến sát này để giáo hóa dạy dỗ cứu độ chúng con. Chúng con xin cung kính tạ ơn ngài. Nhất tâm đảnh lễ Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Bổn Tôn Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát tất đại chứng minh. Sám hối. Con và chúng sinh từ vô thủy đến nay thường bị tội nặng của ba nghiệp sáu căn làm chướng ngại nên không thấy được sự chư Phật, không biết được sự quan trọng của việc thoát ly sinh tử, Phật ca sinh tử, không biết giáo lý vi diệu, mặc dù nay đã biết, nhưng cho con cùng chúng sinh đều bị tất cả tội nặng làm chướng ngại. Giờ đây con đối trước Bồ Tát Địa Tạng mười phương chư Phật rộng vì chúng sinh mà quy mạng sám hối, duy nguyện gia hộ kính cho con và chúng sinh tội chướng tiêu diệt, xin kính lễ. Rộng vì tất cả chúng sinh khắp pháp giới nguyện đoạn trừ ba chướng quy mạng sám hối. Con cùng chúng sinh từ vô thủy đến nay do tham ái kiến chấp trong lòng suy tính ngã nhân, ngoài lại thêm bạn xấu, không thiết tình hỉ các việc thiện của người, duy chỉ có ba nghiệp sáu căn tạo ra nhiều tội chướng, thường khi không rộng như áp tâm lan tràn, ngày đêm liên tục không hề gián đoạn, cha giáo nỗi lòng không muốn người biết, không sợ quả báo cho ác đạo, không có chút hổ thẹn, không đoái hoài nhân quả. Vì thế ngày nay tin sâu nhân quả, sinh lòng hổ thẹn, sinh tâm kiếp sợ ác đạo, phát lộ sám hối, loạn tâm tương tục, phát tâm bồ đề đoạn ác tu thiện, tinh cẩn sách tấn ba nghiệp sửa đổi tội nặng trong quá khứ, tùy nghỉ phòng đánh đủ chút thiện nhỏ, niệm mười phương chư thật có đại phước huệ có thể cứu bạc cho con cùng tất cả chúng sinh từ trong biển sinh tử vô tận lên bờ của tam đức. Từ vô thủy đến nay không biết tánh của các pháp vốn không tịnh nên tạo quá nhiều tội ác, nay biết không tịnh con hủy chúng sinh cầu đạo bồ đề được thu các điều thiện đoạn tất cả điều ác. Xin nguyện hết thảy tam bảo Địa Tạng Bồ Tát từ bi nhất thọ nghe con sám hối. Con đệ tử Lưu Thanh Trúc phát danh tâm an trí tâm sám hối. Con vì chúng sinh tự tánh thanh tịnh nhất thật cảnh giới đồng thể chư Phật, nhưng do vô minh si ám hơn tập nhân duyên nên tạo cảnh giới, nên tạo ra cảnh giới hư vọng khiến chúng con sanh tham trước chấp trước cái ta của ta, hơn tập các pháp ác sáu căn ba nghiệp tạo nhiều tội chứng thập ác ngũ nghịch trọng nam khi giá tiếng tuệ chứng định chứng chư giới thẩm cho đến luân hồi khổ ải mãi không có ngày ra khỏi. Giá như muốn tu hành nhưng quá nhiều nghi chướng hoặc bị ngoại ma quấy nhiễu hoặc gặp tà kiến cho đủ trợ duyên tịnh tính không thành, đây gặp Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát khéo lo lời an ủi mà đám mê đen mê hoặc một tẩy lo cho tâm quan cầu ai sám hối. Suy nguyện mười phương chư đại tử tôn chứng chi hộ niệm nghe con sám hối không tạo lại nữa, nguyện con cùng tất cả chúng sinh nhanh chóng diệt trừ vô lượng kiếp đến nay thập ác tứ trọng ngũ nghịch điên đảo hủy bán tam bảo tội nhất triền đề từ tánh như vậy vốn là không tịch, nhưng từ hư vọng khởi tên điên đảo chẳng thực sự cố định, huống khi nào chính đắc, nguyện tất cả chúng sinh nhanh chóng đạt được bổn tâm kinh kiến san lìa tội căn. Dạ chúng con kính thưa tam bảo, tất cả những tội nặng của ba
của vô thủy cái trước nay của chúng con. Xin quy đầu sám hối trước các ngài, xin ngài đại thông minh chúng con. Chúng con xin cung kính các ngài một lễ. Con đệ tử Lưu Thế Trúc phát tay tâm an, trí tâm quyến thỉnh. Nguyện hết thảy Bồ Tát trong mười phương, nếu chưa thành chánh giác, nguyện mau thành chánh giác, nếu đã thành chánh giác, nguyện thường trú tại thế chuyển cánh pháp luân không nhập niết bàn. Nguyện hết thảy các đức như lai số cực ly cho tất cả các phật các vua trong pháp giới mười phương ba đời ta muốn thể hiện nhập niết bàn các cùng các Bồ Tát thanh văn thiên tác hữu học và vô học cho đến tất cả các bậc thiện tri thức con đều khuyên mời xin đừng nhập niết bàn, xin ở lại đời trải qua vô số kiếp như vi trần cho tất cả các phật vì muốn cho tất cả chúng sinh được lợi lạc. Chúng con xin ghi mạng lễ tam bảo. Con đệ tử Lưu Thanh Trúc phát thành tâm an, trí tâm tùy hỷ, nguyện con được tất cả chúng sinh xả bỏ rốt ráo vĩnh viễn tâm đố kỵ đối với tất cả công đức tu học và sự thành tựu của các quả lức trong ba đời thảy đều tùy hỷ. Bao nhiêu đức Phật như số vi trần trong tất cả quả Phật các hư không pháp giới mười phương ba đời từ khi mới phát tâm vì muốn chứng thành Phật đạo mà siêu tu của phước chẳng tiếp thân lại trải qua số kiếp như số cực vi trần trong bất cả kiếp quả Phật. Mỗi kiếp đều khí xả đầu mắt chân tay vân vân nhiều như số cực ly trong bất khả kiếp bất khả kiếp quái phật làm tất cả như hạnh có làm như vậy đủ các món ba năm mặt chứng nhập các chi địa của Bồ Tát chọn lên quả vô thượng bồ đề của chư Phật tôi đến nhập biết bản thân chi sáng lợi bao nhiêu căn lành ấy con đều tùy hỷ thấy các loài lục thú tứ sanh trong tất cả mười phương thế giới ngoài kia bao nhiêu công đức nhỏ như mảnh trần dầu nhỏ mảnh trần con đều tùy hỷ mười phương bao đời tất cả vị thanh văn biết chi Phật hữu học và vô học bao nhiêu công đức con đều tùy hỷ tất cả chứ Bồ Tát tu hạnh trần khổ khó làm ý cầu quả vô thượng chánh đẳng bồ đề công đức rộng lớn con đều tùy hỷ. Chúng con xin quy bản lễ tam bảo. Con đệ tử Lưu Thanh Trúc phát thành tâm an, trí tâm hồi hướng, nguyện đem tất cả công đức mà con tu được làm ích cho tất cả chúng sinh nhân đến lễ sáng bao nhiêu công đức phải đều đem hồi hướng tất cả chúng sinh khắp trong hư không có giới, nguyện cho tất cả chúng sinh thường được an lạc không các bệnh khổ, muốn thực hành các pháp ác thể đều công thành, còn tu người lành thì đều mong thành tịnh, đóng chặt cửa của tất cả ác thú, mở đại mở bày đường tránh như thiên niết bàn, đồng hướng đến Phật Phật trí đến thành niết bàn. Chúng con xin quy bản lễ tam bảo. Con đệ tử Lưu Thanh Trúc phát thanh tâm an, trí tâm phát nguyện, nguyện mười phương tam bảo bị tạo từ tôn tư sắc hộ trì cứu bà tử thế, khiến thế giới này tiêu trừ thiên tai động loạn, chánh pháp lưu thông, tất cả đều sanh tịnh tín, không gặp các chướng ngại, những kiến đoạn trừ ma đạo và tà chi tà kiến. Con cùng chúng sinh mau chóng diệt trừ trọng tội hiện đời, san lìa sở bi khổ não, cuộc sống sung túc tam tụ giới căn, rốt đã thanh tịnh hoa lại con đạo ứng hiện tiền tam hội đồng trì, thần tâm phương tiện quý nhất độ độ. Tất cả đều viên thành nếu ngộ từ tâm nhất thạch cảnh giới bỏ thân khỏi thế giới này sinh tại Phật tiền núi diện đi đà thân cận chư Phật được Phật thọ khí trở lại trấn na phổ độ quần nguyên đồng quy mật tạng không có trí của mấy đảm bảo. Tam quy y chúng con xin quy y tất cả mười phương chư Phật tự quy Phật xin nguyện chúng sinh phải theo đại đạo phát lòng vô thượng kính lễ. Tự quy pháp suy nguyện chúng sinh thấu rõ kinh tạng trí huệ như biển ý đấy. Tự quy tăng suy nguyện chúng sinh thấu lý đại chúng hết thảy vô ngại hòa lam thánh chúng ý đấy. Nhân đây chúng con xin quy y luôn cho tất cả chúng sinh đang có mặt tại bộ môn chư pháp ngày hôm nay, những chúng sinh nào chưa được quy y thì chúng con sẽ quy y luôn cho họ về tam bảo để được biết đến Phật pháp, biết đến giáo pháp thứ hai để quy y tu tập sớm hồi họ được tiêu trừ được chướng, được tương lai được thánh vị Phật quả độ vô lượng chúng sinh. Xin chứng nhận. Dạ sau đây con chúng con xin liệm 30 biến danh hiệu ngài Địa Tạng Bổn Tôn để cúng dường ngài. Xin ngài các đại chứng minh cho con. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát. Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát, 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 Nam mô Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát.
Nam mô tạm tam tát, nam mô tạm tam tát, nam mô tạm tam tát, nam mô tạm tam tát. Nam mô tạm tam tát, 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 nam mô tạm tam tát. Chúng qua xin đem ba mươi biến danh hiệu của Đức của tôi để tạo xin cúng dường ngài, xin ngài ta đã kính minh quan nhất tâm cung kính tâm lễ nam mô địa tạng bồ tát ma ha tát tất cả chúng mình. Chúng qua xin thay mặt của cha mẹ con xin thành lễ ngài lễ cái tâm kính tâm lễ nam mô đại bi đại nguyện đại thánh hiền thủ của tôi đạo bồ tát ma tát tất cả chúng mình. Dạ của lễ chiêm pháp của quan đến đây, chiêm pháp sám nghi quan đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin đem tất cả công đức của lên lại chiêm pháp quan ngày hôm nay xin hướng tất cả đến chúng sinh của mười phương quái Phật Tam Bảo, tất cả những nơi nào còn bị chiến tranh thiên tai động loạn, những nơi nào còn đói khổ, những nơi nào còn những nạn cháy rừng trọng đất, thiên tai lũ lụt, dịch bệnh, đói nghèo, sớm nhờ đức quan tu tập để những nơi đó sớm thoát khỏi những cảnh thiên tai động loạn, những cảnh nghiệt chứng đó để được hưởng những ngày an lành, no ấm, hạnh phúc ạ. Và xin hồi hướng đức này đến Ha ha ha,